Chương trình đọc sách Phật giáo của Tủ sách Áo Lam xin kính chào chư tôn đức cùng quý vị Phật tử. Hôm nay Tủ sách Áo Lam sẽ đọc Kinh Pháp Cú, bài kệ số 6 Phẩm Song Yếu. Và người khác không biết. Chúng ta đây bị hại. Chỗ ấy, ai hiểu được. Tranh luận được lắng êm. Kính thưa quý vị Tủ sách Áo Lam, chúng con phát nguyện đọc hàng ngàn cuốn sách Phật giáo để góp phần lưu truyền chánh pháp đến người hữu duyên. Chúng con kính xin quý vị vui lòng ủng hộ cho chúng con bằng cách like, thích, share, chia sẻ và subscribe đăng ký với kênh YouTube của Tủ sách Áo Lam để chúng con thông báo khi đăng cuốn sách audio mới. Và bây giờ chúng con xin được bắt đầu đọc. Sự thiếu hiểu biết và tác động của nó. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường xuyên gặp phải những tình huống mà người khác không hiểu rõ về chúng ta hoặc chúng ta không hiểu rõ về người khác. Điều này không chỉ gây ra sự khó chịu mà còn có thể dẫn đến mâu thuẫn và xung đột không đáng có. Sự thiếu hiểu biết, dù là cố ý hay vô tình, có thể ảnh hưởng sâu sắc đến các mối quan hệ và tình huống trong cuộc sống của chúng ta. Trong phần này, chúng ta sẽ khám phá những ảnh hưởng của sự thiếu hiểu biết và cách mà nó có thể làm tổn hại đến cuộc sống của chúng ta. Khái niệm về sự thiếu hiểu biết. Sự thiếu hiểu biết không chỉ đơn thuần là việc không biết điều gì đó. Nó còn bao gồm việc không hiểu đúng hoặc không thấu cảm được hoàn cảnh và cảm xúc của người khác. Khi một người không hiểu hoặc không biết đầy đủ thông tin về một tình huống, điều này có thể dẫn đến những quyết định sai lầm và phản ứng không chính xác. Điều này rất dễ xảy ra trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, từ công việc đến các mối quan hệ cá nhân. Tác động tiêu cực đến mối quan hệ cá nhân. Hãy tưởng tượng bạn có một người bạn thân mà bạn luôn dành thời gian và tâm huyết cho mối quan hệ đó. Một ngày, người bạn này không mời bạn tham dự một sự kiện quan trọng mà bạn rất mong đợi. Có thể bạn cảm thấy bị tổn thương và thất vọng, trong khi đó, người bạn của bạn có thể không biết rằng sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt đối với bạn. Họ có thể không nhận ra sự quan trọng của việc mời bạn và vô tình làm bạn tổn thương. Sự thiếu hiểu biết này có thể dẫn đến một mâu thuẫn không cần thiết, làm tổn hại mối quan hệ vốn tốt đẹp giữa hai bạn. Một ví dụ khác có thể là trong gia đình. Giả sử bạn có một người thân gần gũi, nhưng họ không hiểu được áp lực công việc mà bạn đang phải đối mặt. Khi bạn cảm thấy căng thẳng và cần sự hỗ trợ, người đó có thể vô tình đưa ra những lời khuyên hoặc yêu cầu không phù hợp, khiến bạn cảm thấy bị hiểu lầm. Sự thiếu hiểu biết này có thể làm gia tăng sự căng thẳng và tạo ra khoảng cách trong mối quan hệ của bạn với người đó. Tác động tiêu cực đến môi trường làm việc. Trong môi trường làm việc, sự thiếu hiểu biết có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng hơn. Khi các thành viên trong nhóm hoặc đồng nghiệp không hiểu rõ về công việc, mục tiêu, hoặc thậm chí là cảm xúc của nhau, điều này có thể dẫn đến sự xung đột và giảm hiệu quả công việc. Ví dụ, một nhân viên có thể không hiểu rõ về vai trò và trách nhiệm của đồng nghiệp của mình, dẫn đến việc họ yêu cầu hoặc mong đợi những điều không thực tế. Sự thiếu hiểu biết này có thể gây ra sự căng thẳng và làm giảm năng suất của cả nhóm. Hãy tưởng tượng bạn là một quản lý và bạn có một nhóm làm việc với nhau. Một trong những thành viên trong nhóm không biết được các hạn chế hoặc khó khăn mà một đồng nghiệp khác đang gặp phải. Họ có thể phê bình hoặc yêu cầu công việc không công bằng, làm giảm tinh thần và động lực làm việc của đồng nghiệp đó. Nếu không có sự hiểu biết và thông cảm, điều này có thể dẫn đến xung đột trong nhóm và làm giảm hiệu quả công việc. Tầm quan trọng của sự thấu hiểu trong việc giải quyết mâu thuẫn. Để giải quyết mâu thuẫn và tranh cãi một cách hiệu quả, việc thấu hiểu là vô cùng quan trọng. Khi bạn hiểu rõ hơn về quan điểm và cảm xúc của người khác, bạn có thể tìm ra các giải pháp hòa bình và giải quyết vấn đề một cách hợp lý hơn. Điều này đặc biệt quan trọng trong các tình huống căng thẳng, nơi mà sự thiếu hiểu biết có thể làm trầm trọng thêm vấn đề. Trong một cuộc họp nhóm, nếu có một sự bất đồng ý kiến về cách thực hiện một dự án, việc lắng nghe và hiểu quan điểm của các thành viên khác có thể giúp bạn tìm ra điểm chung và giải quyết mâu thuẫn một cách hiệu quả hơn. Ví dụ, nếu một thành viên trong nhóm cảm thấy rằng ý kiến của mình không được xem xét đúng mức, điều này có thể dẫn đến sự bất mãn và xung đột. Tuy nhiên, nếu bạn và các thành viên khác trong nhóm thực sự lắng nghe và hiểu quan điểm của họ, bạn có thể tìm ra giải pháp mà tất cả đều đồng thuận. Chiến lược để đối phó với sự thiếu hiểu biết. Để đối phó với sự thiếu hiểu biết và những tác động tiêu cực của nó, bạn cần phải chủ động trong việc giải quyết vấn đề. Một trong những cách hiệu quả nhất để làm điều này là giao tiếp rõ ràng và chân thành. Khi bạn cảm thấy bị hiểu lầm hoặc bị tổn thương,
hãy cố gắng chia sẻ cảm xúc và quan điểm của bạn một cách rõ ràng và chân thành với người khác. Điều này không chỉ giúp họ hiểu rõ hơn về bạn mà còn tạo cơ hội để bạn giải quyết mâu thuẫn một cách hiệu quả hơn. Hãy nhớ rằng sự thiếu hiểu biết không phải lúc nào cũng là lỗi của một bên. Đôi khi, cả hai bên đều không hiểu rõ hoàn cảnh và cảm xúc của nhau. Do đó, việc chủ động trong việc tìm hiểu và giải quyết vấn đề có thể giúp cả hai bên đạt được sự hiểu biết và hòa bình hơn. Tạo ra môi trường đối thoại tích cực. Để ngăn chặn sự thiếu hiểu biết và các mâu thuẫn phát sinh từ đó, bạn cần tạo ra một môi trường đối thoại tích cực. Điều này bao gồm việc thiết lập quy tắc giao tiếp rõ ràng, khuyến khích mọi người chia sẻ quan điểm của mình một cách xây dựng, và lắng nghe một cách chân thành. Trong môi trường làm việc, việc thiết lập các buổi họp nhóm định kỳ để thảo luận về các vấn đề và quan điểm của từng thành viên có thể giúp cải thiện sự hiểu biết và giảm bớt mâu thuẫn. Tương tự, trong các mối quan hệ cá nhân, việc duy trì một cuộc trò chuyện mở và chân thành có thể giúp ngăn ngừa hiểu lầm và xây dựng sự tin tưởng giữa các bên. Sự thiếu hiểu biết có thể gây ra những tác động tiêu cực đáng kể đến cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, bằng cách áp dụng các chiến lược giao tiếp hiệu quả và duy trì sự thấu hiểu trong các mối quan hệ và tình huống, chúng ta có thể giảm bớt những vấn đề phát sinh từ sự thiếu hiểu biết và xây dựng một cuộc sống hòa bình và tích cực hơn. Việc chủ động trong việc giải quyết mâu thuẫn và hiểu rõ quan điểm của người khác là chìa khóa để xây dựng các mối quan hệ vững chắc và cải thiện chất lượng cuộc sống của chúng ta. Thông qua những ví dụ thực tế và các chiến lược giải quyết, độc giả có thể áp dụng những bài học này vào cuộc sống hàng ngày của mình, từ đó giảm bớt căng thẳng và xây dựng các mối quan hệ mạnh mẽ hơn. Khi bị hại mà người khác không biết. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường gặp những tình huống mà chúng ta cảm thấy bị tổn thương hoặc bị hại, nhưng người khác lại không nhận ra điều đó. Cảm giác này có thể làm chúng ta cảm thấy cô đơn và không công bằng. Trong chương này, chúng ta sẽ cùng khám phá cách xử lý những tình huống khi bạn bị hại mà người khác không biết và làm thế nào để giải quyết cảm xúc này một cách hiệu quả. Những tình huống khi bạn cảm thấy bị tổn thương. Một tình huống phổ biến mà nhiều người gặp phải là khi bạn cảm thấy bị tổn thương hoặc bị hại, nhưng người khác không nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Điều này có thể xảy ra trong nhiều bối cảnh khác nhau, từ các mối quan hệ cá nhân đến môi trường làm việc. Hãy tưởng tượng bạn vừa hoàn thành một dự án lớn tại công ty và bạn đã dành rất nhiều thời gian và công sức để thực hiện. Tuy nhiên, khi dự án được đánh giá, sếp của bạn chỉ khen ngợi công việc của đồng nghiệp mà không đề cập gì đến sự đóng góp của bạn. Bạn cảm thấy bị tổn thương vì sự thiếu công nhận công sức của mình, nhưng sếp của bạn không nhận ra rằng bạn đã cảm thấy bị bỏ rơi. Một ví dụ khác có thể là trong mối quan hệ bạn bè. Bạn đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật đặc biệt cho một người bạn gần gũi, nhưng người bạn đó không cảm nhận được mức độ quan trọng của sự kiện và không thể hiện sự biết ơn. Bạn cảm thấy bị tổn thương vì không nhận được sự công nhận, nhưng người bạn đó không hề nhận thức được cảm xúc của bạn. Chiến lược đối phó với cảm giác bị hại. Khi bạn cảm thấy bị tổn thương mà người khác không biết, điều quan trọng là phải xử lý cảm giác này một cách hiệu quả để không ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần và các mối quan hệ của bạn. Dưới đây là một số chiến lược giúp bạn đối phó với cảm giác bị hại mà người khác không nhận ra. Giao tiếp rõ ràng và chân thành. Một trong những cách hiệu quả nhất để xử lý cảm giác bị tổn thương là giao tiếp rõ ràng và chân thành với người liên quan. Thay vì giữ trong lòng sự khó chịu, hãy cố gắng chia sẻ cảm xúc của bạn một cách cụ thể và lịch sự. Ví dụ, nếu bạn cảm thấy không được công nhận trong công việc, hãy tìm một thời điểm thích hợp để nói chuyện với sếp của bạn. Bạn có thể diễn đạt rằng bạn cảm thấy nỗ lực của mình chưa được công nhận và hỏi xem liệu có cách nào để cải thiện tình hình không. Đưa ra ví dụ cụ thể về những gì bạn đã làm và cảm xúc của bạn sẽ giúp sếp hiểu rõ hơn về vấn đề. Trong mối quan hệ cá nhân, nếu bạn cảm thấy bị bỏ rơi hoặc không được đánh giá cao, hãy thảo luận trực tiếp với người bạn đó. Giải thích rằng bạn cảm thấy nỗ lực của mình không được trân trọng và đưa ra những điều bạn mong đợi trong mối quan hệ. Điều này giúp người khác nhận ra cảm xúc của bạn và có cơ hội để cải thiện tình hình. Tự xem xét và hiểu cảm xúc của mình. Đôi khi, cảm giác bị tổn thương có thể phản ánh sự không hài lòng với chính bản thân hoặc với các kỳ vọng của bạn. Việc tự xem xét và hiểu rõ cảm xúc của mình có thể giúp bạn xác định nguyên nhân sâu xa của sự tổn thương và đưa ra cách xử lý phù hợp.
Hãy tự hỏi bản thân rằng liệu cảm giác bị tổn thương của bạn có phải là do sự kỳ vọng không thực tế hay không? Có thể bạn đang mong đợi quá nhiều từ người khác hoặc từ chính mình, và khi kỳ vọng không được đáp ứng, bạn cảm thấy bị tổn thương. Một cách khác để hiểu cảm xúc của mình là viết nhật ký. Ghi lại những cảm xúc và tình huống mà bạn gặp phải giúp bạn nhìn nhận vấn đề một cách rõ ràng hơn và tìm ra cách giải quyết hiệu quả. Chuyển hóa cảm xúc tiêu cực thành hành động tích cực. Khi bạn cảm thấy bị tổn thương mà người khác không biết, việc chuyển hóa cảm xúc tiêu cực thành hành động tích cực có thể giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn và giải quyết tình huống một cách hiệu quả. Ví dụ, nếu bạn cảm thấy không được công nhận trong công việc, hãy sử dụng cảm giác này như động lực để cải thiện kỹ năng và đóng góp của bạn. Tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng hoặc đề xuất các dự án mới có thể giúp bạn chứng minh giá trị của mình và tìm kiếm cơ hội mới. Trong mối quan hệ cá nhân, hãy tìm cách làm cho bản thân cảm thấy hạnh phúc và được trân trọng bằng cách chăm sóc bản thân và xây dựng mối quan hệ tích cực với những người khác. Đôi khi, việc tìm kiếm sự hỗ trợ từ bạn bè hoặc gia đình có thể giúp bạn vượt qua cảm giác tổn thương. Xây dựng mối quan hệ dựa trên sự thấu hiểu và tha thứ. Khi bạn cảm thấy bị tổn thương mà người khác không biết, việc xây dựng mối quan hệ dựa trên sự thấu hiểu và tha thứ là rất quan trọng để duy trì sự hòa hợp và hạnh phúc trong các mối quan hệ của bạn. Thực hành sự tha thứ. Sự tha thứ không chỉ giúp bạn giải thoát khỏi cảm giác bị tổn thương mà còn giúp duy trì mối quan hệ tốt đẹp hơn. Tha thứ không có nghĩa là bạn phải quên đi sự tổn thương mà bạn đã trải qua, mà là việc chọn cách buông bỏ oán giận và tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ tích cực hơn. Ví dụ, nếu bạn cảm thấy bị bạn bè hoặc đồng nghiệp đối xử không công bằng, hãy cố gắng tha thứ cho họ và tập trung vào những điểm tích cực trong mối quan hệ. Tha thứ giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn và duy trì mối quan hệ mà không bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực. Xây dựng sự thấu hiểu trong mối quan hệ. Xây dựng sự thấu hiểu trong mối quan hệ giúp bạn và người khác hiểu rõ hơn về cảm xúc và nhu cầu của nhau. Điều này giúp tránh những hiểu lầm và mâu thuẫn không đáng có. Hãy thường xuyên trò chuyện với những người quan trọng trong cuộc sống của bạn để chia sẻ cảm xúc và lắng nghe quan điểm của họ. Việc này giúp bạn hiểu rõ hơn về họ và giúp họ hiểu rõ hơn về bạn, từ đó xây dựng mối quan hệ bền vững và hòa hợp hơn. Ứng dụng triết lý, hiểu biết và tha thứ trong cuộc sống hàng ngày. Việc áp dụng triết lý, hiểu biết và tha thứ vào cuộc sống hàng ngày có thể giúp bạn giải quyết các tình huống khi bạn cảm thấy bị hại mà người khác không biết. Đây là một quá trình liên tục và có thể yêu cầu bạn phải kiên nhẫn và thực hành thường xuyên. Hãy bắt đầu từ những tình huống nhỏ và dần dần áp dụng triết lý này vào các mối quan hệ và tình huống lớn hơn trong cuộc sống của bạn. Việc thực hành sự thấu hiểu và tha thứ sẽ giúp bạn cảm thấy an lạc hơn và xây dựng các mối quan hệ tích cực hơn. Cuối cùng, hãy nhớ rằng việc xử lý cảm giác bị tổn thương mà người khác không biết là một phần quan trọng trong việc duy trì sự hòa hợp và hạnh phúc trong cuộc sống. Bằng cách thực hành giao tiếp rõ ràng, tự xem xét cảm xúc của mình, và chuyển hóa cảm xúc tiêu cực thành hành động tích cực, bạn sẽ có thể xây dựng một cuộc sống đầy ý nghĩa và các mối quan hệ bền vững hơn. Thấu hiểu và sự lắng nghe, chìa khóa để giải quyết tranh cãi. Trong cuộc sống hàng ngày, tranh cãi và mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, việc giải quyết chúng một cách hiệu quả thường đòi hỏi nhiều hơn chỉ là lập luận và phản biện. Một trong những chìa khóa quan trọng để giải quyết tranh cãi thành công là sự thấu hiểu và lắng nghe. Việc hiểu rõ hơn về quan điểm và cảm xúc của người khác có thể tạo điều kiện cho một cuộc đối thoại hiệu quả và hòa bình hơn. Trong chương này, chúng ta sẽ khám phá cách thấu hiểu và lắng nghe giúp bạn giải quyết tranh cãi một cách hiệu quả, đồng thời đưa ra những ví dụ cụ thể và chân thực từ cuộc sống hàng ngày để minh họa cho các điểm chính. Tầm quan trọng của việc lắng nghe trong giải quyết mâu thuẫn. Khi mâu thuẫn xảy ra, việc lắng nghe là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong việc giải quyết vấn đề. Lắng nghe không chỉ đơn thuần là nghe người khác nói mà còn là sự chú tâm và hiểu biết về những gì họ đang cảm nhận và suy nghĩ. Lấy ví dụ một cuộc tranh cãi giữa hai đồng nghiệp về việc phân chia nhiệm vụ trong một dự án. Nếu bạn chỉ tập trung vào việc bảo vệ quan điểm của mình mà không thực sự lắng nghe lý do và cảm xúc của đồng nghiệp, bạn có thể bỏ lỡ những điểm quan trọng và làm tình hình trở nên căng thẳng hơn. Ngược lại, nếu bạn lắng nghe một cách chân thành, bạn sẽ hiểu rõ hơn về sự lo lắng hoặc mối quan tâm của đồng nghiệp và từ đó có thể tìm ra giải pháp hợp lý hơn cho cả hai bên.
kỹ thuật để lắng nghe hiệu quả. Lắng nghe hiệu quả không phải là một khả năng tự nhiên mà là một kỹ năng có thể được rèn luyện và cải thiện. Để lắng nghe hiệu quả, bạn có thể áp dụng một số kỹ thuật đơn giản nhưng hiệu quả. Trước tiên, hãy đặt câu hỏi mở để khuyến khích người khác chia sẻ nhiều hơn về cảm xúc và quan điểm của họ. Ví dụ, thay vì chỉ hỏi, bạn có vấn đề gì? Hãy hỏi, bạn có thể chia sẻ thêm về những điều làm bạn cảm thấy không hài lòng trong tình huống này không? Câu hỏi mở giúp người khác cảm thấy được lắng nghe và hiểu biết hơn, đồng thời cung cấp cho bạn thông tin chi tiết hơn để giải quyết mâu thuẫn. Thứ hai, hãy phản hồi tích cực và đồng cảm. Khi người khác chia sẻ cảm xúc của họ, việc phản hồi bằng cách nhắc lại hoặc tóm tắt những gì họ đã nói cho thấy bạn thực sự lắng nghe và hiểu. Ví dụ, bạn có thể nói, tôi hiểu rằng bạn cảm thấy bị bỏ rơi khi không được tham gia vào quyết định này, thay vì chỉ đơn thuần gật đầu. Làm thế nào để đạt được sự thấu hiểu trong tranh cãi? Đạt được sự thấu hiểu không chỉ là việc lắng nghe mà còn là việc đặt mình vào vị trí của người khác. Khi bạn có thể nhìn nhận vấn đề từ góc độ của người khác, bạn dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm giải pháp hợp lý và công bằng. Hãy xem xét một ví dụ trong gia đình, khi hai anh chị em tranh cãi về việc chia sẻ tài sản. Nếu cả hai bên không thể đặt mình vào vị trí của người còn lại, tranh cãi sẽ không bao giờ được giải quyết. Tuy nhiên, nếu mỗi người cố gắng hiểu những nhu cầu và quan điểm của nhau, họ sẽ dễ dàng hơn trong việc thỏa hiệp và tìm ra một giải pháp hợp lý cho cả hai bên. Chiến lược để đưa tranh luận đến một kết thúc hòa bình. Sau khi đạt được sự thấu hiểu, bước tiếp theo là làm thế nào để đưa tranh luận đến một kết thúc hòa bình. Điều này đòi hỏi cả hai bên phải sẵn sàng thỏa hiệp và tìm kiếm giải pháp chung. Một trong những cách hiệu quả để đạt được kết thúc hòa bình là thiết lập các quy tắc trò chuyện. Ví dụ, trong một cuộc họp nhóm, bạn có thể quy định rằng mọi người sẽ có thời gian để nói mà không bị ngắt lời và mỗi người sẽ phải lắng nghe và phản hồi một cách tôn trọng. Những quy tắc này giúp giữ cho cuộc đối thoại trở nên trật tự và tập trung vào việc giải quyết vấn đề thay vì tranh cãi. Bên cạnh đó, việc tìm kiếm giải pháp đôi bên cùng có lợi là một phương pháp hữu ích khác. Khi cả hai bên đều cảm thấy rằng họ đã đạt được một số điểm lợi ích, họ sẽ cảm thấy hài lòng hơn với kết quả và có thể chấp nhận thỏa hiệp. Ví dụ, nếu hai người cùng làm việc trong một dự án có ý kiến khác nhau về phương pháp thực hiện, hãy cùng nhau tìm kiếm một cách tiếp cận có thể kết hợp các ý tưởng của cả hai bên, từ đó đạt được kết quả tốt nhất cho dự án. Lợi ích của việc áp dụng sự thấu hiểu trong cuộc sống. Việc thực hành sự thấu hiểu và lắng nghe không chỉ giúp giải quyết tranh cãi mà còn mang lại nhiều lợi ích lâu dài trong cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp. Khi bạn áp dụng các kỹ thuật này, bạn sẽ thấy rằng các mối quan hệ của bạn trở nên mạnh mẽ hơn và bạn có khả năng giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả hơn. Chẳng hạn, trong một mối quan hệ cá nhân, việc hiểu và lắng nghe đối phương sẽ giúp tạo ra sự gắn bó và tin tưởng. Bạn sẽ có thể đối diện với các vấn đề một cách hiệu quả hơn và xây dựng một mối quan hệ bền vững và hạnh phúc hơn. Tương tự, trong môi trường làm việc, việc thấu hiểu đồng nghiệp và lắng nghe ý kiến của họ sẽ tạo ra một không khí làm việc tích cực và hợp tác, từ đó nâng cao hiệu quả công việc và sự hài lòng trong công việc. Làm thế nào để đưa tranh luận đến một kết thúc hòa bình? Tranh luận là một phần không thể thiếu trong cuộc sống và công việc. Khi các quan điểm khác nhau xung đột, chúng ta có hai lựa chọn, giữ cho tranh luận tiếp tục leo thang hoặc tìm cách đưa nó đến một kết thúc hòa bình. Để đạt được kết quả hòa bình, không chỉ cần kỹ năng giao tiếp tốt mà còn cần sự thấu hiểu và khả năng giải quyết mâu thuẫn một cách xây dựng. Trong phần này, chúng ta sẽ khám phá các chiến lược để làm lắng xuống tranh cãi và xây dựng môi trường đối thoại tích cực, từ đó đưa mọi mâu thuẫn đến một kết thúc hòa bình. Chiến lược để làm lắng xuống tranh cãi. Tranh cãi thường xảy ra khi hai hoặc nhiều bên có quan điểm trái ngược và không thể tìm thấy điểm chung. Tuy nhiên, có nhiều cách để làm giảm căng thẳng và tiến tới một giải pháp hòa bình. Dưới đây là những chiến lược hiệu quả giúp bạn giải quyết mâu thuẫn một cách êm thấm. 1. Giữ bình tĩnh và lắng nghe. Khi bạn bị cuốn vào một cuộc tranh luận, cảm xúc có thể dễ dàng trở nên bốc đồng và căng thẳng. Tuy nhiên, việc giữ bình tĩnh là rất quan trọng. Khi bạn giữ được sự bình tĩnh, bạn có thể lắng nghe và hiểu quan điểm của đối phương một cách chính xác hơn. Ví dụ, trong một cuộc họp nhóm, nếu có sự bất đồng về phương án thực hiện dự án, thay vì phản ứng ngay lập tức bằng cách bảo vệ quan điểm của mình, bạn có thể lắng nghe ý kiến của các thành viên khác.
Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về quan điểm của họ và có thể tìm ra giải pháp hợp lý. 2. Sử dụng kỹ thuật phản hồi tích cực. Phản hồi tích cực là một kỹ thuật giao tiếp giúp giảm căng thẳng trong tranh cãi. Thay vì chỉ trích hoặc chỉ ra sai sót của đối phương, hãy tập trung vào những điểm bạn đồng ý và xây dựng trên đó. Ví dụ, nếu một đồng nghiệp chỉ trích một phần công việc của bạn, thay vì phản ứng phòng thủ, bạn có thể nói, tôi hiểu ý kiến của bạn về vấn đề này. Bạn có thể cho tôi thêm thông tin về cách cải thiện phần công việc đó không? Cách tiếp cận này giúp giữ cho cuộc trò chuyện đi đúng hướng và giảm bớt sự căng thẳng. 3. Tìm kiếm điểm chung. Một trong những cách hiệu quả nhất để giải quyết tranh cãi là tìm kiếm những điểm chung giữa các bên. Điều này giúp xây dựng sự đồng thuận và tạo ra cơ hội để hai bên tìm ra giải pháp hợp lý cho cả hai. Ví dụ, trong một cuộc tranh luận về việc chọn địa điểm cho một sự kiện công ty, bạn có thể bắt đầu bằng cách xác định những yếu tố quan trọng mà cả hai bên đồng ý, như ngân sách hoặc số lượng khách mời. Sau đó, từ điểm chung này, tìm ra các giải pháp khả thi mà cả hai bên đều có thể chấp nhận. 4. Thực hành sự thấu hiểu. Thấu hiểu là một yếu tố quan trọng trong việc giải quyết mâu thuẫn. Khi bạn hiểu được lý do và cảm xúc của đối phương, bạn có thể tiếp cận tranh cãi một cách xây dựng hơn. Ví dụ, nếu bạn có mâu thuẫn với một người bạn về một quyết định quan trọng, hãy thử hỏi họ về lý do đằng sau quyết định đó. Bạn có thể hỏi, tại sao bạn lại chọn phương án này? Có điều gì khiến bạn cảm thấy nó là lựa chọn tốt nhất không? Câu hỏi này giúp bạn hiểu được quan điểm của họ và tìm cách giải quyết mâu thuẫn. Xây dựng môi trường đối thoại tích cực. Việc xây dựng một môi trường đối thoại tích cực là rất quan trọng để đảm bảo rằng các cuộc tranh luận không dẫn đến mâu thuẫn và căng thẳng không cần thiết. Dưới đây là một số cách để tạo ra môi trường đối thoại tích cực. 1. Thiết lập quy tắc đối thoại. Việc thiết lập quy tắc đối thoại giúp đảm bảo rằng mọi người đều biết cách giao tiếp một cách tôn trọng và xây dựng. Quy tắc có thể bao gồm việc không cắt lời người khác, lắng nghe một cách chủ động, và tránh sử dụng ngôn từ xúc phạm. Ví dụ, trong một nhóm làm việc, bạn có thể thiết lập quy tắc như, khi ai đó đang phát biểu, tất cả chúng ta sẽ lắng nghe mà không ngắt lời. Mọi ý kiến đều được trân trọng và chúng ta sẽ thảo luận một cách xây dựng. 2. Khuyến khích sự đóng góp ý kiến. Khuyến khích sự đóng góp ý kiến từ tất cả các bên liên quan giúp tạo ra một không gian nơi mọi người cảm thấy rằng quan điểm của họ được lắng nghe và trân trọng. Điều này giúp xây dựng sự tôn trọng và đồng thuận trong nhóm. Ví dụ, trong một cuộc họp để lập kế hoạch cho một dự án, hãy mời tất cả các thành viên trong nhóm đưa ra ý kiến và đề xuất của họ. Điều này giúp mọi người cảm thấy mình có tiếng nói trong quyết định cuối cùng và giảm bớt sự căng thẳng. 3. Tạo ra không gian an toàn. Một môi trường an toàn là nơi mà mọi người cảm thấy thoải mái khi chia sẻ quan điểm mà không lo sợ bị chỉ trích hoặc bị đánh giá. Việc tạo ra một không gian an toàn giúp khuyến khích sự giao tiếp mở và giảm bớt căng thẳng. Ví dụ, trong một cuộc thảo luận nhóm, bạn có thể bắt đầu bằng cách khẳng định rằng tất cả các ý kiến đều được chào đón và không có ý kiến nào là sai. Điều này giúp mọi người cảm thấy thoải mái khi chia sẻ quan điểm của họ. Lợi ích của việc áp dụng các chiến lược này. Khi bạn áp dụng các chiến lược trên vào cuộc sống hàng ngày, bạn sẽ thấy rằng không chỉ các tranh cãi và mâu thuẫn được giải quyết một cách hòa bình, mà bạn còn xây dựng được các mối quan hệ bền vững và tích cực hơn. 1. Cải thiện mối quan hệ. Việc giải quyết mâu thuẫn một cách hòa bình giúp củng cố mối quan hệ và xây dựng sự tin tưởng giữa các bên. Khi bạn xử lý tranh cãi một cách xây dựng, bạn tạo ra cơ hội để học hỏi từ nhau và phát triển mối quan hệ. Ví dụ, khi bạn và một người bạn có một mâu thuẫn lớn nhưng đã giải quyết nó một cách hòa bình, bạn sẽ thấy rằng mối quan hệ của bạn với người đó trở nên vững chắc hơn và bạn có thể giao tiếp tốt hơn trong tương lai. 2. Giảm bớt căng thẳng. Khi các mâu thuẫn được giải quyết một cách hòa bình, bạn sẽ cảm thấy bớt căng thẳng và áp lực. Việc xử lý mâu thuẫn một cách hiệu quả giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm và tăng cường sức khỏe tinh thần. Ví dụ, sau khi giải quyết một tranh cãi căng thẳng với đồng nghiệp, bạn có thể cảm thấy thư giãn hơn và có năng lượng hơn để tiếp tục làm việc hiệu quả hơn. 3. Tạo ra môi trường làm việc tích cực. Việc áp dụng các chiến lược để giải quyết tranh cãi và xây dựng môi trường đối thoại tích cực giúp tạo ra một môi trường làm việc tích cực và hợp tác hơn. Điều này không chỉ làm tăng hiệu quả công việc mà còn làm cho môi trường làm việc trở nên dễ chịu hơn.
Ví dụ, trong một nhóm làm việc, khi các thành viên biết cách giải quyết mâu thuẫn một cách hòa bình, họ sẽ làm việc hiệu quả hơn và tạo ra một không khí làm việc tích cực hơn. Ứng dụng nguyên tắc, hiểu biết và tha thứ trong cuộc sống hàng ngày. Nguyên tắc, hiểu biết và tha thứ là chìa khóa để giải quyết nhiều mâu thuẫn và cải thiện các mối quan hệ trong cuộc sống. Tuy nhiên, việc áp dụng nguyên tắc này vào thực tế có thể không phải lúc nào cũng dễ dàng. Trong phần này, chúng ta sẽ khám phá cách thực hiện nguyên tắc này trong các tình huống cụ thể và hàng ngày, cùng với những ví dụ thực tế để bạn có thể dễ dàng áp dụng vào cuộc sống của mình. Tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình. Mối quan hệ gia đình thường là nơi dễ xảy ra mâu thuẫn do sự gần gũi và những khác biệt trong quan điểm sống. Trong những tình huống như vậy, việc thực hành sự thấu hiểu và tha thứ có thể giúp làm dịu tình hình và duy trì mối quan hệ hòa thuận. Chẳng hạn, trong một gia đình, một người con có thể cảm thấy bị cha mẹ không hiểu mình khi họ yêu cầu con làm theo một kế hoạch mà con thấy không hợp lý. Thay vì phản ứng bằng sự tức giận và bực bội, người con có thể chọn cách ngồi xuống và thảo luận với cha mẹ. Bằng cách giải thích rõ ràng lý do của mình và lắng nghe quan điểm của cha mẹ, cả hai bên có thể tìm được một giải pháp hợp lý và hiểu nhau hơn. Cũng vậy, nếu một thành viên trong gia đình cảm thấy bị chỉ trích không công bằng, việc thay vì giữ trong lòng sự oán giận, bạn có thể thể hiện cảm xúc của mình một cách nhẹ nhàng và chân thành. Việc này không chỉ giúp giải quyết xung đột mà còn củng cố mối quan hệ gia đình bằng sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau. Xử lý mâu thuẫn tại nơi làm việc. Nơi làm việc là một môi trường thường xuyên diễn ra mâu thuẫn do sự khác biệt trong quan điểm và mục tiêu công việc. Tuy nhiên, việc áp dụng nguyên tắc hiểu biết và tha thứ có thể giúp cải thiện không khí làm việc và tăng hiệu quả công việc. Ví dụ, nếu bạn có một đồng nghiệp luôn phê bình công việc của bạn mà không rõ ràng về lý do, thay vì phản ứng bằng sự bực tức hoặc đối đầu, bạn có thể chọn cách tiếp cận một cách chủ động và hòa nhã. Hãy yêu cầu một cuộc họp để thảo luận về phản hồi của đồng nghiệp, hỏi rõ hơn về các vấn đề mà họ nêu ra, và cùng nhau tìm cách cải thiện công việc. Hơn nữa, nếu bạn gặp xung đột với một đồng nghiệp về phân chia công việc, việc thể hiện sự thấu hiểu và đồng cảm có thể giúp giảm bớt căng thẳng. Thay vì chỉ trích, hãy thử tiếp cận vấn đề bằng cách lắng nghe quan điểm của đối phương và tìm kiếm giải pháp hợp lý cho cả hai bên. Xây dựng mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Trong các mối quan hệ xã hội, sự thấu hiểu và tha thứ là rất quan trọng để xây dựng và duy trì mối quan hệ tích cực. Những tình huống thường gặp bao gồm những hiểu lầm nhỏ, xung đột về quan điểm, và sự khác biệt trong cách cư xử. Hãy tưởng tượng bạn đang tham gia vào một nhóm bạn và một người trong nhóm thường xuyên thể hiện sự thờ ơ hoặc không quan tâm đến các hoạt động chung. Thay vì giữ trong lòng sự khó chịu và xa lánh người đó, bạn có thể chọn cách trò chuyện với họ để hiểu rõ lý do đằng sau hành vi của họ. Có thể họ đang trải qua một thời kỳ khó khăn cá nhân và không thể hiện sự quan tâm như bạn mong đợi. Việc lắng nghe và chia sẻ có thể giúp bạn cảm thấy thông cảm hơn và tạo ra một không khí thân thiện hơn trong nhóm. Nếu bạn gặp một người bạn mà bạn cảm thấy đã làm tổn thương bạn, việc nói chuyện trực tiếp và chân thành có thể giúp làm rõ vấn đề và tìm ra cách giải quyết. Thay vì giữ trong lòng sự oán giận, bạn có thể thể hiện cảm xúc của mình một cách lịch sự và tìm kiếm cách giải quyết mâu thuẫn. Ứng dụng nguyên tắc trong các tình huống xã hội khác. Ngoài gia đình và nơi làm việc, nguyên tắc, hiểu biết và tha thứ cũng có thể được áp dụng trong các tình huống xã hội khác. Những tình huống này có thể bao gồm giao tiếp với hàng xóm, bạn bè, hoặc các mối quan hệ xã hội khác. Ví dụ, nếu bạn gặp một hàng xóm luôn làm ồn vào ban đêm và điều này khiến bạn khó ngủ, thay vì phản ứng bằng sự tức giận hoặc đối đầu, hãy thử tiếp cận vấn đề một cách ôn hòa. Bạn có thể bắt đầu bằng cách chào hỏi hàng xóm và nhẹ nhàng đề cập đến vấn đề mà bạn đang gặp phải. Có thể họ không nhận ra rằng họ đã gây ra sự phiền toái cho bạn. Và việc thông báo một cách thân thiện có thể giúp giải quyết vấn đề mà không gây ra mâu thuẫn. Trong các tình huống khác, nếu bạn cảm thấy bị chỉ trích không công bằng trong một cuộc thảo luận nhóm hoặc tại một sự kiện xã hội, hãy thử giữ bình tĩnh và lắng nghe ý kiến của người khác. Việc giữ sự bình tĩnh và hiểu biết giúp bạn duy trì mối quan hệ tốt đẹp và tạo ra một môi trường tích cực cho tất cả mọi người. Tạo dựng một tâm hồn bình an bằng sự thấu hiểu. Việc thực hành sự thấu hiểu và tha thứ không chỉ giúp giải quyết mâu thuẫn mà còn giúp bạn tìm thấy sự bình an trong tâm hồn. Khi bạn áp dụng nguyên tắc này,
Bạn không chỉ cải thiện các mối quan hệ mà còn giúp bản thân sống một cuộc đời hạnh phúc hơn. Khi bạn học cách hiểu và tha thứ cho người khác, bạn cũng học cách tha thứ cho chính mình. Việc này giúp bạn giảm bớt cảm giác căng thẳng và lo âu, và tạo ra một không gian nội tâm bình yên hơn. Hãy dành thời gian để phản ánh về cảm xúc của mình và tìm cách giải quyết những cảm xúc tiêu cực bằng sự hiểu biết và đồng cảm. Bằng cách áp dụng nguyên tắc hiểu biết và tha thứ vào cuộc sống hàng ngày, bạn sẽ thấy rằng mối quan hệ của bạn trở nên tốt đẹp hơn, và cuộc sống của bạn trở nên dễ chịu hơn. Việc này không chỉ mang lại lợi ích cá nhân mà còn tạo ra ảnh hưởng tích cực đến những người xung quanh bạn, giúp xây dựng một cộng đồng hòa thuận và thân thiện hơn. Tủ sách áo lam xin cảm ơn quý vị đã nghe hết kinh pháp cú bài kệ số 6 phẩm song yếu. Xin quý vị đừng quên ủng hộ tinh thần cho tủ sách áo lam bằng cách like, subscribe và chia sẻ video này đến với mọi người. Chúng con xin hẹn gặp lại quý vị vào bài kệ số 7. Phẩm song yếu.